Anh chào quý vị, anh chị em thân mến. Hôm nay ngày cuối tuần và chủ nhật cho nên trời nắng đẹp, cho nên mình sẽ đi vào nông thôn của nước Úc ha. Mình quay video này để cho quý vị, anh chị em và quý vị xem giải trí với mình ha. Và bắt đầu mình đi ha. Và quý vị, anh chị em theo dõi cái trên đường đi ha. Mình sẽ quay và mình sẽ nói những cái vùng nông thôn của Nam Úc như thế nào nha. Đó, quý vị, là mình đang ở trên xa lộ nha quý vị ha. Xe lộ này nó cho chạy tốc độ tối đa là 110 cây số giờ rồi ha, 110 cây số đã. Đây là đây mình đang đi trên đường xa lộ cách trung tâm thành phố của Nam Úc khoảng 30 cây số. Đây là hai bên là vùng nông thôn như vậy ha, nhưng mà cũng như từ Sài Gòn mình đi ra ngoài Long An vậy đó, xa lộ. Quý vị anh chị em thấy xa lộ mình Nam Úc như thế nào ha, có khác với của Việt Nam mình không? Thế bây giờ mình chuẩn bị tới cái mình vẽ vô cái nông trại ha. Nông trại là hoa cải. Nông trại hoa cải này có diện tích khoảng 5 cây số vuông rồi ha. 5 cây số vuông rồi, mình đi một vòng. Lái xe đi một vòng cho quý vị anh chị em xem tham khảo ha và giải trí với mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem video của mình. Chúc các bạn và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc ha. Và quý vị anh chị em nhớ đăng ký ha, bấm chuông và bấm like để video của mình lan tỏa khắp nơi cho các anh chị đam mê sống với miền Tây Vlog ha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bây giờ mời các bạn và quý vị anh chị em tiếp tục theo dõi cái video này nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào quý vị anh chị em thân mến, hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần Nam Úc, trời nắng rất là đẹp ha. Anh đang đi nông thôn của nước Úc ha, nông thôn của thành phố Nam Úc, cách thành phố Nam Úc khoảng 30 cây số ha. Đây là cái mùa hoa cải ha, mùa hoa cải để người ta làm dầu thực vật á. Đây là nông thôn của miền Nam nước Úc ha.
rất là đẹp nha quý ha. Đây phía sau mình có cái bãi nông trại là vườn hoa cải ha, vườn hoa cải này là người ta để người ta làm dầu thực vật ha, dầu ăn của mình á. Khu cánh đồng ha, cánh đồng hoa cải nha quý vị ha. Đó, cho quý vị xem rất là đẹp nha quý ha. Và nguyên cánh đồng hoa cải luôn. Nguyên đây là khu mà để mình đó, đây là hoa cải. Hoa cải rất là đẹp nha quý vị ha, rất là đẹp luôn. Hoa cải nguyên cánh đồng vàng, thật là vàng, đang mùa chín lộ ha. Cái này thì chắc còn khoảng vài tuần nữa người ta mới thu hoạch nha quý vị ha. Còn đây là những cái hạt đó này, ra những con hạt kia mà nó hạt đen rồi đó, nó bắt đầu ra hạt đen, bắt đầu người ta mới thu hoạch nha quý vị ha. Nó nguyên cánh đồng này, các cánh đồng này khoảng hơn 100 hecta nha ha, 100 hecta luôn. Khu vực này rất là rộng lớn, đa số là vào mùa xuân đó. Thì năm Úc này bắt đầu đang vào mùa xuân này nha quý vị ha, cho nên là những cái vườn hoa cải này rất là nhiều luôn. Mình cái lá cải này nè, cái lá này mình có thể ăn được nha quý vị ha, có thể ăn được, nấu canh ăn được, hay là đó. Những cái bông chủ yếu ta lấy bông ta làm, người ta chủ yếu ta làm dầu ha. Đó, vườn hoa cải rất đẹp luôn. Mình hôm nay là ngày cuối tuần, cho nên trong thời gian nghỉ ngơi mình sẽ qua đi quay những cái vườn nông trại ha, cho của thành phố Nam Úc, để cho quý vị anh chị em xem giải trí nha. Cảm ơn quý vị anh chị em đã xem cái video của mình trong suốt thời gian qua ha. Quý vị nhớ đăng ký ha, và bấm like ha, và bấm cái chuông để có những video mới nhất nha. Mình sẽ quay những cái cánh rừng nông trại rất là lớn nha quý vị ha, cho quý vị anh chị em xem để giải trí vào cuối tuần thôi đó. Nói chung là cánh rừng này rất là đẹp luôn, rất là rộng lớn. Nam Úc thì nó tương đối dân số nó cũng không có được nhiều lắm nha quý vị ha, dân số khoảng 1,5 triệu thôi. Dân số của thành phố Nam Úc, tiểu bang Nam Úc là khoảng 1 triệu người, nhưng mà diện tích đất đai nó lớn hơn đất nước Việt Nam mình gấp 2 lần, nhưng mà dân số nó chỉ có là 1,5 triệu người thôi, dân số nó rất là ít nha quý vị ha. Mình quay cho quý vị chủ yếu xem mà tham khảo giải trí ha. Đây, những cánh đồng xa, khu này là chỉ có cách trung tâm thành phố Nam Úc chỉ có 30 cây số thôi nha, 30 cây số về hướng nam ha, hướng bắc, xin lỗi là hướng bắc nha quý vị ha, hướng bắc ở phía bên thành phố Nam Úc. Rất nhiều, hai bên là đều nông trại, vườn nông trại hết nha quý vị ha, hai bên là vườn nông trại hoa cải hết, mùa hoa cải ha. Hàng năm thì vào tháng mùa xuân thì bắt đầu là hoa cải nở đổ rất nhiều nha quý vị ha. Và mình sẽ quay thêm, có rảnh rỗi mình sẽ quay cái mùa hoa hạnh nhân ha, hoa hạnh nhân, trái hạnh nhân của mình đó cũng có rất nhiều lắm, để mình rảnh rỗi thì mình sẽ đi mùa hoa khu nông trại vườn hoa thành hạnh nhân ha. Bây giờ mình sẽ quay những cái nông trại ha, nông thôn còn đây tiếng Việt Nam gọi là nông thôn ha, nông thôn miền quê của thành phố Nam Úc ha, rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Nguyên cánh đồng hoa bát ngát luôn. Bữa nay mình có đem theo cái flycam nó, cuối cùng cái tối qua mình sạc pin cho nên nó hết pin đi, thế là mình không có flycam cho quý vị anh chị em xem được. Để có dịp khác mình sẽ flycam cho quý vị xem để tham khảo giải trí ha, vào cuối tuần ha. Quý vị và anh chị em nhớ đăng ký ha, bấm cái chuông ha, và để có những video mới nhất của mình ha. Cánh đồng xa mình sẽ quay những cái đồng cánh đồng xa cho quý vị và anh chị em xem giải trí ha, rất là đẹp quý vị ha. Đây là những khu cánh đồng này hơn khoảng 100 ha, cánh đồng hơn 100 mẫu nha. Phía bên kia đó mình chỉ quay phía bên tay trái trước, sau đó mình đi bộ một vòng qua bên phía bên tay phải nha. Rất là nhiều luôn, cánh đồng hoa rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Cánh đồng hoa rất là đẹp luôn nha quý vị. Đây là lạc vào những giống như lạc vào
vào rừng hoa vậy ha quý vị, rất đẹp luôn. Chào quý vị chị em ha, hôm nay trời rất là đẹp nha quý vị, đi giữa cánh đồng hoa thiếu người đẹp ha, cho nên dù có đẹp lắm chân mấy thì cũng không đẹp lắm. Phải có thêm người đẹp nữa thì cánh đồng sẽ đẹp hơn nha quý vị. Nói giỡn cho quý vị chơi thôi, đi cùng một số người bạn nữa, nhưng ai cũng đam mê chụp hình quay phim hết, là cho nên là bây giờ mình đi một mình thôi. Đó, rất là đẹp luôn, cánh đồng xa xa thật là đẹp ha. Cánh đồng gọi là hoa cải nha quý vị ha, hoa cải để người ta làm giàu quá quý vị. Mình đi, hôm nay trời rất là đẹp, hôm qua thì trời thì lại mưa cho nên mình không có quay được nhiều cho quý vị bán đấu giá cano, xin lỗi quý vị ha, thì vì thời tiết nó bất thường, hôm nay thì lại thời tiết rất là tốt cho nên là mình đi một vòng giải trí ha, đưa quý vị và anh chị em xem vào giải trí vào cuối tuần nha quý vị ha. Cánh đồng hoa bát ngát ha, vườn hoa cải ha, nông trại hoa cải thì đúng hơn ha, quý vị rất là đẹp nha quý vị ha, rất là đẹp luôn. Rất tiếc là mình không có đem theo cái flycam, mình đem theo mà mình máy hết pin, mà hôm qua mà tối qua mình sạc pin cuối cùng nó không có flycam được, cho nên là chắc có bị vấn đề, cho nên mình không có flycam được. Xin lỗi quý vị chị em ha, để có dịp khác mình sẽ flycam cho quý vị chị em xem, rất là đẹp nha quý vị ha. Bên kia cũng có cái bên kia cũng có nha quý vị ha, bên cánh đồng bên kế bên, hai bên là hai người chủ khác nhau nha quý vị ha, đó. hai chủ khác nhau, đó. Còn bên đây thì mình đang đi phía bên cánh đồng bên đây, cánh đồng bên đây là nó hơn 100 mẫu lần nha quý vị ha, nó hơn 100 mẫu luôn, đó. Cho nên mình chủ yếu mình quay cho quý vị cho em nhớ thấy hay, quý vị nhớ đăng ký ha, và bấm cái like cho mình ha, bấm cái like cho mình rất cảm ơn quý vị. Mỗi lần xem nhớ bấm like giùm cho mình ha, để có cái video của mình lan tỏa cho khắp cả các anh chị em cùng đam mê ha, về những cái nông trại và đam mê về sông nước miền Tây Vlog ha. Rồi, rất là đẹp như quý vị ha. Mình đi một vòng. Chú ý mình đi một vòng quay hết cái cánh đồng nông thôn Úc ha, nông thôn Úc cho quý vị chị em xem. Đó. Rất là đẹp như quý vị ha. Trời hôm nay cũng rất là đẹp luôn, thời tiết cũng rất là đẹp, cánh đồng bao la luôn nha quý vị, cánh đồng này diện tích hơn hai mẫu nha, hơn hai cây số vuông nha quý vị, hơn hai cây số vuông luôn, cho nên mình đang đi bộ cho nên cũng tương đối hơi xa ha, mà không sao, mình chủ yếu mình đi quay cho quý vị chủ yếu xem giải trí thôi vào cuối tuần mà. Đó, cánh đồng rất là bao la ha, rất là đẹp luôn nha quý vị ha. Mọi người hôm nay người ta đi đông lắm nha quý vị, có rất nhiều người đi, người châu Á và Tây phương cũng đi rất là đông luôn. Đó, cánh đồng rất là đẹp, cánh đồng hoa cải nông trại ha, nông trại miền Nam nước Úc ha. Đó, tiểu bang nước Úc cách thành phố Nam Úc 30 cây số mà thôi. Ở Việt Nam mình chỉ có cũng có cánh đồng giống vậy ha, mà cánh đồng lúa ha, cánh đồng lúa thì nó cũng cái đẹp của cánh đồng lúa, mỗi nơi có một cái nông trại của khác nhau hoa như vậy ha, cho nên mỗi cái thì mỗi nước nó có một cái đặc trưng riêng và mỗi nước nó có một cái giá trị và cuộc sống riêng ha, cho nên là Việt Nam mình thì có những cánh đồng lúa bát ngát cũng đẹp mùa lúa chín. Mình có dịp mình đi về Việt Nam mình sẽ đi quay những cái đồng cánh đồng lúa chín ha quý vị ha. Ở bên đây cũng có cánh đồng lúa mì nữa, hình như chắc khoảng 1-2 tuần nữa nó mới đầu lúa mì bên đây nó chín á, thì mình sẽ đi quay những cánh đồng lúa mì để coi nó có khác gì với cánh đồng lúa của bên Việt Nam mình không nha. Rất là đẹp nha quý vị, hôm nay có rất nhiều người ta đi xem luôn. Phía trước mình là chắc là cũng có nhiều dân YouTuber và những người Ấn Độ người ta đi tham quan rất đông nha quý vị.
cánh đồng bát ngát luôn. Cánh đồng bát ngát rất là đẹp nha quý vị. Đó, nãy giờ mình đi cũng hơn nửa cây số rồi nha quý vị, mà chưa hết. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, xa xa bên kia cũng vậy, phát xa là chỗ của người khác nha quý vị. Đẹp quá, nói chung rất đẹp, rất là đẹp. Cánh đồng lúa già, cánh đồng hoa cải, xin lỗi quý vị, rất là đẹp luôn. Rồi thôi, mình chắc mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Mình sẽ đi quay những cái cánh đồng khác. Giờ nói chung thì cũng như đây chỉ có vậy thôi. Đó, bên này mình đứng góc ngay cái góc này, nó xa xa nè, mấy quý vị thấy được. Đó, rất là đẹp ha quý vị ha. Đó, xa xa cánh đồng rất là đẹp luôn nha quý vị anh chị em. Là mình đi hướng bên đây. Hello, yeah, how are you? Nào, bây giờ mình đi trở ra nè quý vị. Qua bên cánh đồng bên kia. Cánh đồng bên đây cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là bên nào cũng đẹp hết. Thì nó đang là mùa xuân quý vị, cho nên là mùa xuân thì có nhiều hoa nở. Đây là mùa hoa cải nha quý vị ha, nằm thôn nước Úc. Countryside ha. Countryside Nam Úc. Rất là đẹp nha quý vị. Cánh đồng Nam Úc. Nó xa xa. Ở đây cái phía bên đây là nó khoảng tới 2 cây số vuông nha quý vị ha. Rất là rộng lớn luôn. Đi mỗi chân luôn á. Nói chung là phía Nam Úc này nó bao quanh bởi núi và biển nha. Chung quanh cái thành phố Nam Úc và trung tâm, và cách Nam Úc khoảng 30 cây số là trung quanh nó là biển và núi không nha quý vị ha. Xa xa đó là núi đó quý vị cho em, là núi. Chút nữa mình sẽ đi qua bên phía bên núi mới là từ trên núi mình sẽ quay xuống cho quý vị anh chị em xem ha. Cũng trồng hoa cải luôn, mùa hoa cải này cho nên rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi hôm chắc mình xin video đây nó cũng khá dài, nói chung là cũng không có gì để quay nhiều đâu. Thì đại khái mình chủ yếu cho quý vị anh chị em xem giải trí thôi. Nói chung là mùa hoa cải ha. Đó, cho nên là mình gửi đến quý vị anh chị em giải trí vào cuối tuần. Chúc quý vị và anh chị em cuối tuần thật là vui vẻ ha, và nhiều hạnh phúc với gia đình ha. Và cũng quý vị anh chị em nhớ bấm like cho mình ha, và đăng ký và bấm cái chuông để có những video mới nhất, chia sẻ video của mình cho tất cả anh chị em đam mê sông nước miền Tây vlog ha. Cảm ơn các bạn nhiều, xin hẹn video kế tiếp nha. Rất là đẹp nha quý vị.